Xin chào các chị, em là Trang, chuyên viên tư vấn của Nu88 đây. Trên tay em Trang là lọ Omega 3 phiên bản mới 2022. Hiện Nu88 đang có chương trình mua 1 được 3. Chương trình sale lớn nên tin nhắn bên Nu88 đang quá tải, có thể chưa trả lời luôn, mong các chị thông cảm. Các chị để lại số điện thoại dưới bình luận hoặc tin nhắn cho bên Nu88 nhé. Em sẽ ưu tiên hỗ trợ trực tiếp giúp các chị hiểu kỹ hơn và thông tin cụ thể hơn về chương trình khuyến mãi ạ. Các chị ạ, Marine Omega 3 rất nổi tiếng, nhiều người tin dùng nên có rất nhiều hàng giả, hàng nhái. Phương châm làm việc của em là kể cả chị có đang sử dụng rồi hay chưa sử dụng, em đều hướng dẫn cách để các chị kiểm tra được hàng chính hãng trước ạ. Em sẽ hướng dẫn các chị 3 cách check hàng để ngay bây giờ để chị có thể kiểm tra được luôn nhé ạ. Cách 1 đơn giản nhất, kiểm tra luôn chất lượng bên trong viên Omega 3 bằng cách để trong ngăn đá tủ lạnh. Nếu Omega 3 chính hãng chuẩn từ nhuyễn thể Crew, chị để thoải mái trong ngăn đá, lúc ấy da bóp sẽ thấy bên trong vẫn còn mềm. Vì con Crew này được khai thác ở tầng sâu đáy đại dương âm độ, rất lạnh nên kể cả khi để vào trong ngăn đá vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. Còn Omega 3 hàng giả, khi chị để trong ngăn đá tủ lạnh sẽ bị đông thành đá ngay, vỏ còn giòn và sẽ vỡ vụn. Cách 2, kiểm tra qua mã code bên ngoài hộp. Em sẽ hướng dẫn các bước thao tác để kiểm tra. Bước thứ nhất, nhấn vào đường link check hàng. Bước thứ hai, điền tên hãng Nu Skin và số code sản phẩm. Bước thứ ba, kết quả sẽ hiện ra ngày sản xuất. Các chị đối chiếu với ngày sản xuất in trên bao bì có trùng khớp hay không. Nếu trùng thì sẽ là hàng chính hãng các chị nhé. Cách 3, mẫu mới công ty có bổ sung luôn mã QR code trên vỏ hộp. Chị chỉ cần vào Zalo và quét mã sẽ hiển thị ra luôn link trang web chính hãng của công ty. Cách này rất đơn giản, ai cũng làm được các chị ạ. Các chị nên mua của các đại lý lớn để được giá tốt và yên tâm là hàng chính hãng. Sản phẩm uống vào người là phải chuẩn, phải chính hãng đúng không ạ? Tin vui là Nu88 đang có chương trình khuyến mãi cho Omega 3 phiên bản mới 2022. Khi các chị mua một hộp Omega 3, nhận ngay quà tặng một bộ não Bio Gingo và một dung dịch Cyan Nu Skin của Mỹ. Khi mua hàng tại Nu88, các chị được đảm bảo 5 cam kết từ đại lý Nu88. Thứ nhất, 100% sản phẩm chính hãng, đóng thuế nhà nước. Thứ hai, 100% được kiểm định của Bộ Y tế. Thứ ba, 100% sản phẩm có nhãn phụ theo quy định của Bộ Công an. Thứ tư, bảo hành chính hãng 12 tháng, trong quá trình sử dụng phát hiện hàng không chính hãng, bồi thường 10 triệu đồng trên một sản phẩm. Thứ năm, giao hàng tận nhà, kiểm tra đúng hàng rồi mới cần thanh toán. Sản phẩm chỉ khuyến mãi số lượng ít nên có giá tốt các chị ạ. Khi hết 45 hộp sale sẽ về giá bình thường. Các chị liên hệ Nu88 sớm nhất để nhận đủ quà tặng và giá sale này các chị nhé.